Ngọc, xin chào tất cả các bác nha. Xin chào tất cả các bác yêu cây và thích sưu tầm dòng cây gỗ quý. Đây là cái cây hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn này mọi người này. Hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn xịn luôn đi các bác nhé. Cây cao khoảng tầm 20 phân. Ngày hôm nay thì em Ngọc đang đóng để gửi đi cho khách khoảng 30 cây. Hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn là dòng gỗ quý, là cây bonsai. Rất là được nhiều anh em cũng như là đại gia đang hiện tại đang gì thích sưu tầm cái dòng này. Là dòng cây khá là hiếm mà chỉ ở trên Lạng Sơn hiện tại mới có cây bố mẹ và có những cây cổ thụ. Đấy. Các bác mà thích cái dòng này thì có thể IB trực tiếp cho em Ngọc nhé. Em Ngọc có số đấy, lượng cây hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn này. Có đủ kích thước loại 20 phân, 30 phân, có những loại 40-50 phân, loại 1 mét cũng có nhé. Bác nào cần kích thước bao nhiêu thì cứ IB trực tiếp cho em gửi ảnh. Xin chào bác Ngọc Hà. Giá cho thêm cho các bác xin nhé. Xin chào bác Hoàng đàn Tuyết này. Đấy. Đây là hoàng đàn Tuyết Lạng Sơn nha. Gỗ quý cực kỳ thơm, gỗ của nó rất là thơm này. Bác nào mà đang có cây này hoặc là có phôi gỗ của nó hoặc là có những tượng gỗ hoàng đàn thì các bác biết gỗ nó thơm như nào. Bác nào có dịp thì hãy đến tận vườn đi. Bác nào cần tham quan thì IBM em hoặc là vào trong TikTok shop của em để đặt hàng nhé. Trong đó thì em có sản phẩm em để trong đó cho các bác lựa chọn hết rồi. Bây giờ thì em ra cảm ơn, xin chào các bác nhé.